Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để màn hình điện thoại luôn sáng iPhone Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á, thì giờ các bạn vào cho mình cái ứng dụng cài đặt nha Rồi sau đó các bạn kéo xuống Các bạn bấm vào màn hình và độ sáng Rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào tự động khóa một phút này. Rồi sau đó các bạn chọn không nha. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để màn hình điện thoại luôn sáng iPhone. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.